Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 906. Tứ đại võ thần đang tới cướp thi thể. Hai thi thể đó hình như ở tầng 3. Nếu các người tiếp tục ở lại tầng 2, có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Lâm Minh cười nói. Cái gì? Mi Mộng tái mặt, gật đầu với Lâm Minh rồi vội vàng rời đi. Lâm Minh nhắm lại một lần nữa, lặng lẽ chờ đợi. Anh ngồi như thế suốt cả ngày. Những người qua lại trong đại sảnh đã quen với sự có mặt của Lâm Bình, không còn cảm thấy xa lạ nữa. Nhưng bởi vì bốn võ thần sắp đến nên trong đại sảnh của tòa nhà treo thưởng không có nhiều người, trống trải, chỉ còn lại một vài nhân viên đang ngủ gật. Sắp đến giờ rồi, Lâm Bình lẩm bẩm, từ từ mở mắt ra. Lúc này anh dường như nhận ra điều gì đó và hướng ánh mắt nhìn về phía một người phụ nữ đang ngồi ở bàn tiếp tân. Người phụ nữ có dáng người thanh lịch và trong khoảng 24-25 tuổi. Cô ta đang tựa người vào bàn, nghịch chiếc điện thoại, đánh giá từ mẫu điện thoại đấy là mẫu mới nhất. Ở đây không có sóng, có điện thoại thì có ích gì chứ? Lâm đi tới cười hỏi, là Lâm đại nhân sao? Người phụ nữ dường như nhận ra Lâm Minh, vội vàng đứng lên cúi đầu. Chào Lâm đại nhân. Không cần khách sáo như vậy, Lâm Minh xua tay. Người phụ nữ mỉm cười liếc nhìn điện thoại, cảm thấy có chút xấu hổ. Ở đây quả thực không có tín hiệu, nhưng tôi có thể xem ảnh và xem video tôi quay cùng gia đình trước đây. Ảnh sao? Video sao? Lâm Minh tức thời ngơ ngác, tờ hồ nhớ ra cái gì đó. Không phải cô là người của Long Mạch dưới lòng đất sao? Không phải. Người phụ nữ lắc đầu. Tôi đến từ Long Quốc. Long Quốc? Lâm Minh sửng sốt. Vậy sao cô lại tới đây? Đến đây để làm việc. Người phụ nữ mỉm cười nói. Làm công an lương hả? Lâm Minh hoàn toàn ngơ ngác. Qua cuộc trò chuyện, Lâm Minh cuối cùng cũng hiểu. Người phụ nữ này tên là Hàn Thiếu Thiến. Tốt nghiệp đại học Yến Kinh, Long Quốc. Học quản trị kinh doanh, nhưng sau khi tốt nghiệp thấy công việc không hợp với mình lắm, hoặc là nội dung công việc không phù hợp, hoặc mức lương không đáp ứng được kỳ vọng, sau đó ma xui quỷ khiến suối cô ta gửi sở yếu lý lịch đến tòa nhà treo thưởng, đi theo người tuyển dụng của tòa nhà treo thưởng nhận công việc này. Mức lương của tòa nhà treo thưởng rất cao, đảm bảo tiền lương tối thiểu là 5 triệu một năm, nhưng làm việc ở đây cũng nguy hiểm. Dù sao bọn họ đều đang đối mặt với những tu sĩ mạnh mẽ của Long Mạch dưới lòng đất. Mặc dù lần đầu đến đây cô ta rất hào hứng và sợ hãi, nhưng dần dần cô ta cũng quen. Suy cho cùng, với sự bảo vệ của tòa nhà treo thưởng, an toàn cá nhân của họ đã được đảm bảo. Lâm Mạch dưới lòng đất chứa đầy sát khí, sao người không có tu vi như cô ta và được thế chứ? Lâm Mạch cau mày, uống thuốc. Hàn Thiếu Thiến cười nói, thuốc sao? Lâm Mạch im lặng gật đầu. Vấn đề này không phải là vấn đề lớn đối với tòa nhà treo thưởng. Lâm đại nhân, ngoại trừ tôi ra, rất nhiều người trong tòa nhà treo thưởng thực ra đều đến từ Long Quốc. Dù sao bọn tôi đều làm trong ngành dịch vụ. Người có Long Mạch dưới lòng đất không thể làm công việc này. Nhưng khi bọn tôi đến đây thì 2 năm mới được về nhà một lần. Không biết năm nay có về được hay không? Hàn Thiếm Thiến thở dài, trên mặt tràn ngập hồi ức. Đừng lo lắng, năm nay cô nhất định sẽ có thể trở về. Lâm Minh cười nhẹ. Tháng sau tôi định sẽ xin phép về thăm nhà. Hàn Thiếm Thiến nở nụ cười rạng rỡ và ưa nhìn. Đột nhiên, dường như nghĩ đến điều gì đó, cô ta vội hỏi. Lâm đại nhân, nếu là tôi nghe quản lý Đào gọi anh là Thành Đi Lâm, đúng không? Có vấn đề gì không? Vậy anh có biết chủ tịch tập đoàn Diên Hoa của Giang Thành ở Long Quốc bọn tôi không? Anh ấy cũng được gọi là Thành Đi Lâm đó. Hàn Thiến Thiến hân phấn nói. Lâm Minh sững sờ, cười khổ nói. Tôi chính là chủ tịch của Diên Hoa. À hả? Hàn Thiến Thiến hét lên, cả người run rẩy hưng phấn. Cô ta dường như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại ra, so sánh người trong bức ảnh và dung mạo của Lâm Minh. Mặc dù ngoại hình Lâm Minh đã thay đổi đôi chút, nhưng trong thời gian tu luyện này, nhưng nhìn chung khá là giống nhau. Thực sự là Thần Lâm sao? Trời ơi, đúng là Thần Lâm rồi. Thiên Thiến, cô ta đang hú hét cái gì thế kia? Những người phụ nữ ở cửa sổ bên kia bất mãn hét lên. Chị Yến, Thần Lâm, anh ấy là Thần Lâm. Hàn Thiến Thiến hân phấn hét lên. Ý cô là Thần Lâm của Dương Hoa sao? Đúng vậy, chính là đấy. Thật sao? Và người phụ nữ phấn khích ngay lập tức chạy đến. Khuôn mặt của họ đầy vẻ mê đắm và ngưỡng mộ. Thần Lâm, anh có thể chụp ảnh chung với chúng tôi hay không? Trời ơi, thực sự Thần Lâm sao? Sao lúc trước chúng tôi không để ý chứ? Không thể tin nổi mà. Hôm nay rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy thần tượng của mình rồi. Mấy người phụ nữ vây quanh Lâm Minh tán gẫu như muốn nứt chữ anh. Lâm Minh không khỏi cảm thấy cay đắng bất lực, trên mặt tràn đầy cam chịu. Trên thực tế không có gì lạ khi họ không thể nhận ra anh. Những người này làm việc trong tòa nhà treo thưởng cứ 2 năm mới thể về nhà một lần. Nhìn mặt của Lâm Minh đã dần dần thay đổi một chút sau khi tu luyện Long Mạch dưới lòng đất.
Vì vậy tất nhiên họ không thể nhận ra anh ngay. Lê Minh không từ chối, đồng ý yêu cầu của những người phụ nữ này và ký tên từng người một. Sau khi nhận được chữ ký của Lê Minh, vài người phụ nữ hưng phấn đến mức suýt ngất xỉu. Lê Minh không biết nên cười hay khóc, nhưng ngay lúc này, một tiếng tù và du dương đột nhiên vang vọng khắp tòa nhà treo thưởng. Những người phụ nữ này đều biến sắc, có vẻ như báo hiệu chiến tranh sao. Nhanh lên, mau đi tị nạn, mau nhông đi. Những người phụ nữ hét lên liên tục, ngay lập tức thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Những người bảo vệ trong sảnh cũng trở nên lo lắng. Đúng lúc này, một nhóm các cao thủ tòa nhà treo thưởng ra từ cầu thang xuống, hướng thẳng ra cổng. Thầy Lâm, chúng ta mau chạy đi. Hàn Thiên Tiến kéo con tay Lâm Minh nói ra. Chạy sao? Đúng vậy, đây là kèn báo chiến tranh của tòa nhà treo thưởng chúng tôi. Nó chỉ vang lên khi xuất hiện những trận chiến lớn hoặc khi siêu sinh vật xuất hiện. Nhanh lên, nếu không sẽ muộn mất. Hàn Thiên Tiến lo lắng thúc giục. Lâm Minh lại cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Không sao, các cô đi trước đi, tôi ở lại có việc. Thầy Lâm, đi đi. Lâm Minh cười nhạt, sau đó ngồi trong đại sảnh, từ trong một túi áo khoác lấy ra bao thuốc lá châm lửa. Hàn Thiên Tiến có chút tức giận, nhưng cô ta cũng không nán lại lâu. Tuy rằng cô ta là một fan tiger nhỏ của Thần Địa Lâm, nhưng cô ta không mù quáng đến mức ở lại chôn cùng với anh ở đây. Chẳng bao lâu sau, sảnh của tòa nhà treo thưởng trống rỗng, tất cả các nhân viên chạy gần hết, mọi người đều đã đi tị nạn. Nhưng các cường giả của tòa nhà treo thưởng liên tục lao xuống cầu thang, lao ra khỏi cổng. Lâm Đình Nhân, võ thần tới rồi. Lúc này bà cổ huyết đao dẫn theo thế gian huyết đao đi tới lầu một, trầm giọng nói. Tôi biết rồi. Lê Minh bắn tàn thuốc đe xa, khàn giọng đáp lời. Tính toán thời gian, bọn họ hẳn đã ở đây rồi. Đại nhân vì sao còn ở nơi này chứ? Tôi đang chờ họ. Chờ họ sao? Cô mặt già nuôi của bà cổ huyết đao cứng đờ. Lê Minh muốn làm gì sao? Chẳng lẽ anh muốn đối đầu với tứ đại võ thần sao? Anh điên sao? Khi tứ đại võ thần liên thủ, bọn họ chính là vô địch thiên hạ theo nghĩa đen. Bà tổ huyết đau muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng mới lựa chọn không nói. Bà ta đứng sau một bên im lặng chờ đợi. Tại sao bà còn ở nơi này không đi tị nạn sao? Lê Minh tò mò hỏi. Nên bệnh nhân nhiều lần cứu thế gian huyết đau của tôi, hiện giờ cậu muốn đối phó với võ thần. Thế gian huyết đau chúng tôi há thể con tay đứng nhìn được sao? Nên bệnh nhân bất kể cậu muốn làm gì, chúng tôi đều sẽ ủng hộ cậu. Bà tổ huyết đau trầm giọng nói. Bà ơi, không cần đâu, ta sẽ phải hy sinh mạng sống của những người này một cách vô ích chứ. Lâm Minh lắc đầu cười khổ nói. Mạng sống của bọn họ là do Lâm Đại Nhân ban tặng, hy sinh vì cậu cũng không có gì là lãng phí. Bà Thuyết Đao nói chắc nịch. Lâm Minh im lặng một lát, sau đó lắc đầu thở dài. Nếu đang như vậy, các người có thể ở lại đây. Lâm Minh dập tắt tàn thuốc. Lúc này, một luồng hào quang đáng sợ tràn ngập toàn bộ đại sảnh, dường như toàn bộ tòa nhà treo thưởng đã bị bao phủ ở nơi hào quang này. Khí tức của võ thần, đôi mắt già nua của bà tổ huyết đao lấy lên ánh sáng. Đây là khí tức của trấn ngục võ thần. Trấn ngục võ thần đến trước rồi. Là mình nhìn ra ngoài cổng, chỉ nghe thấy một âm thanh vang dội. Màu giao sắc của ám thiên và thương lan ra. Giờ nói vang lên âm. Một âm thanh nổ tung dữ dội truyền đến. Vô số mảnh vỡ và thủy tinh văng xuống. Tòa nhà rung chuyển. Một đàn ông của thế gian huyết đao vội vàng chạy ra khỏi cổng, kinh hoàng nhìn lại. Bà tổ tầng 3 biến mất rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Bà tổ huyết đao và dường như ý thức được điều đó, lập tức ra ngoài cửa lớn. Chỉ thấy toàn bộ tầng 3 bụi đất mù mịt tan thành những mảnh nhỏ, giống như hoàn toàn bị đéo sạch. Cũng do tầng 3 bị phá hư nên toàn bộ tòa nhà treo thưởng bắt đầu lung lay lún xuống. Cũng may hình như tòa nhà treo thưởng có cơ chế đặc biệt bảo vệ. Sau khi tầng 3 bị phá hư, bên ngoài tòa nhà lập tức xuất hiện một vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng này như tấm lưới gia cố giúp tòa nhà treo thưởng ổn định, cho nên nó không sụp xuống. Nhưng chẳng được bao lâu, trên chỗ tầng 3 đầy bụi bặm kia xuất hiện một bóng hình. Hai bên trái phải của thân hình đó xách theo một thi thể, chính là thi thể của Thái Thiên và Thương Lan. Người đoạt thi thể lại là trấn ngục võ thần. Cái gì? Hô hấp bà tổ huyết đau căng thẳng nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Xem ra tòa nhà treo thưởng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, nếu không trấn ngục võ thần sẽ không lấy hai thi thể kia đi dễ dàng như vậy. Bà tổ huyết đau khàn khàn nói. Bà tổ, mau đi đi, đợi bốn người phân chia quyền sở hữu thi thể xong là tới phiên tôi rồi. Lê Minh vẫn ngồi ở tầng 1 của sảnh lớn như cũ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Bà tổ huyết đau quay đầu nhìn vào mắt Lê Minh, im lặng một lát, sau đó dẫn người âm thầm tới bên cạnh Lâm Minh. Tội gì phải như vậy chứ? Lâm Minh thở dài. Trấn ngục võ thần đưa hai thi thể đi rất thuận lợi, còn Tiếu Thiên huyết đồ bồn đôi khoan thai tới một
lập tức tiến lên chào đón. Sao lại được dễ dàng như vậy? Xem ra tòa nhà cho thưởng cũng biết ý đồ của chúng ta. Tiểu Thiên Hóa Thần lại nhận nói, bò dám không giao ra sao? Nếu không giao thì cứ chờ tôi san bằng tòa nhà treo thưởng của ông ta. Huyết Đồ Hóa Thần lại lùng nói, thế này cũng bớt đi rất nhiều việc vui, thật đáng tiếc. Bồn Lôi Hóa Thần lắc đầu liên tục, được rồi các vị, đừng dông dài thêm nữa, chúng ta nhanh chóng phân những cái này ra đi. Tiểu Thiên Hóa Thần nhìn chằm chằm vào hai thi thể trong tay Tấn Ngục Hóa Thần lại nhặt nói. Bồn Lôi Hóa Thần đi lên phía trước nhìn kỹ một lượt, sau đó con người khẽ run lại. Đã độc đao vào rồi sao? Ông không phải đang nói chuyện vô nghĩa sao? Hai thi thể này đã ở trong tòa nhà treo thưởng gần một tháng rồi, có thể không độc đao được sao? Huyết Đồ Võ Thần hừ nói, nhưng cú độc đao này không hề bình thường. Bồn Lôi Võ Thần khàn khàn nói. Ba người nghe thấy vậy, tất cả đều tiến tới. Một lát sau, Huyết Đồ và Trấn Ngục đều ớn lạnh. Đao pháp quá tinh vi, thế mà còn cắt theo hoa văn trên cơ thể ra được. Hơn nữa cũng không phá hư kết cấu của toàn bộ cơ thể. Sao tòa nhà chế thưởng lại có kỹ năng nghề y cao như vậy chứ? Tiểu Thiên Võ Thần nhíu mày nói, theo tôi được biết, có lẽ thần y lục của tòa nhà chế thưởng cũng không có năng lực này. Chẳng lẽ trong tòa nhà chế thưởng còn có người ưu tú khác sao? Bồn Lôi Võ Thần trầm giọng nói, quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Mặc dù có độc đao, nhưng đao này cắt theo hoa văn, phần lớn cơ thể không bị phá hỏng, vẫn còn giá trị rất cao. Bốn người chúng ta chia nhanh lên đi. Huyết Đồ Võ Thần lại định nói, tôi không cần hai thi thể này, tôi lấy hai đầu thôi, phần khác các người tự chia. Nói xong, duỗi tay ra muốn chộp lấy hai cái đầu. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trấn Ngục Võ Thần đã duỗi tay ngăn cản tay Huyết Đồ Võ Thần. Hả? Huyết Đồ Võ Thần nhíu mày. Huyết Đồ, ông nghĩ hay lắm đó, cho ông lấy đầu sao, đúng là nực cười. Trấn Ngục Võ Thần cười khẩy đẩy người ra ngoài. Huyết Đồ Võ Thần đột nhiên không kịp phòng bị, lùi về phía sau mấy chục bước liên tục mới lùi lại. Đầu là của tôi. Trấn Ngục Võ Thần xách hai thi thể lên, hiếp mắt nói. Thời cảnh này, Huyết Đồ Võ Thần giật tím mặt. Trấn Ngục, ông muốn khai chiến với tôi sao? Huyết Đồ Võ Thần lạnh lùng hét lớn, vạt áo trên người bay phất phới. Sau đó, áo choàng đỏ như máu đằng sau cũng bay lên theo, giống như đôi cánh đỏ đang vỗ. Sao Trấn Ngục Võ Thần lại sợ Huyết Đồ Võ Thần được chứ? Ông ta cười khinh bỉ, lập tức điều động sức mạnh phi thăng. Sức mạnh to lớn của hai võ thần lại tàn sát bừa bãi. Toàn bộ Long Tâm Thành lập tức rung chuyển không ngừng. Cho dù là Trấn Ngục hay là Huyết Đồ đều mạnh hơn Ám Thiên, Thương Lan, thậm chí là Thả Thiên lúc còn sống. Bốn người này là sự tồn tại kỳ cựu trong số 7 vị võ thần. Sau khi hai vị võ thần giao tranh, tất nhiên Long Tâm Thành không thể chịu nổi. Ngay khi hai bên đang chuẩn bị đánh nhau, Tiểu Thiên Võ Thần đột nhiên hô lên, hai người dừng tay đi. Sao hả? Tiểu Thiên ông cũng muốn chơi sao? Trấn Ngục Võ Thần mỉm cười nói, Trấn Ngục, chắc ông cũng biết tình hình hiện tại. Sợ giết tòa nhà trái thưởng dễ dàng giao hai thi thể này cho chúng ta như vậy. Không chỉ vì bọn họ sợ chúng ta, đúng thế, bọn không thể chống lại bốn chúng ta hợp lực. Nhưng nếu chúng ta đánh nhau vì hai thi thể này, đó chẳng phải là cho họ cơ hội hay sao? Mặt Tiểu Thiên Võ Thần vô cảm nói, tôi nghĩ người của tòa nhà trái thưởng chắc chắn đang đợi thời cơ. Một khi chúng ta đánh nhau, hai bên đều thiệt hại, bọn họ sẽ ra tay đó. Hờ, một đám chuột nhắt mà thôi, đủ để nhét kẻ răng sao? Sao hả? Ông sợ lão già trốn trong phòng kia sao? Huyết Đồ Võ Thần liên tục lắc đầu, hừ lạnh không ngừng. Nhưng Trấn Ngục Võ Thần hình như đã ngửi được gì đó, nhìn về phía tầng 1 bên dưới, hít mắt nói, mọi người, chi đang đến, chút nữa tôi còn có việc phải làm, không thể trì hoãn quá lâu được. Vật quý trong đầu chắc chắn nhiều hơn cơ thể. Ý tôi là hai đầu, hai thân thể, phân ra bốn phần, mỗi người lấy một phần. Tiểu Thiên Võ Thần lại nhặt nói, đề nghị này thực sự rất công bằng chính trực, nhưng trong lòng bốn vị võ thần đều có ý nghĩ xấu xa, sao mà đồng ý được chứ? Tôi đạt được hai thi thể này, giờ có cái gì mà chia giống như các người chứ? Tôi phải lấy hai đầu, còn lại các người tự phân chia. Trấn Ngục Võ Thần hừ lạnh. Trấn Ngục đại nhân, Tiểu Thiên đã nói rất rõ ràng rồi, huống chi trong tòa nhà trao thưởng hoàn toàn không có người coi giữ, ai lấy thi thể cũng không bị ngăn cản, sao ông cứ coi chuyện này là công lao thế? Bồn Lôi Võ Thần bên cạnh nhíu mày, ông không phục sao? Trấn Ngục Võ Thần nhìn chằm chằm vào Bồn Lôi Võ Thần, xem ra Trấn Ngục đại nhân không định chia đều với chúng tôi sao? Bồn Lôi Võ Thần lại giật nói, ông bá lại như vậy, ý và bản thân có lẽ địch già nhất, thực lực mạnh nhất, rồi ngang ngược vô lý như vậy. Bồn Lôi đại nhân chia bằng hai ta hợp lực giết ông ta, thế thì lợi ích cũng bớt đi một phần đó. Mặt Huyết Đồ Võ Thần vô cảm nói. Với dứt lời, sát ý trên mặt Trấn Ngục Võ Thần lập tức hiện ra, nhìn chằm chằm vào Huyết Đồ Võ Thần. Ông nói cái gì?
Sao hả? Không giết được ông sao? Huyết đồ võ thần không hề sợ hãi, ngược lại trong mắt đỏ đậm đã phủ kín sự dữ tợn. Bồn lùn võ thần thấy thế cũng lập tức điều khiển sức mạnh. Ba vị võ thần dương kiếm dơ đỏ, chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau. Từ đầu tới cuối, Tiến Thiên võ thần để đứng một bên, không nói câu nào, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, Trấn Ngục võ thần ra tay. Huyết đồ, một khi như vậy, tôi sẽ chém ông trước. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng, Trấn Ngục võ thần đột nhiên nâng cánh tay lên, hung hăng đánh về phía Huyết đồ võ thần. Hành động như thế khiến người ta không kịp phòng bị. Ánh mắt Huyết đồ võ thần phát lạnh, lập tức nâng tay lên đỡ. Âm, hai tay va chạm, tà la uy thế khiến người khác sợ hãi. Ngay giây tiếp theo, tay áo của Trấn Ngục võ thần đột nhiên bắn ra một chiếc xích sắt khổng lồ, đánh thẳng về phía Huyết đồ võ thần. Sắc mặt Huyết đồ võ thần biến đổi, huyết khí lập tức bùng phát, muốn ép Trấn Ngục võ thần lui lại, nhưng rõ ràng là không có hiệu quả. Huyết đồ đừng hoảng loạn, tôi tới giúp ông. Bồn lùn võ thần rít gào một tiếng, giơ tay chém về phía không trung. Tia chớp to lớn đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, sau đó vung tới chỗ Trấn Ngục võ thần. Âm, tia chớp va chạm mặt vào người Trấn Ngục võ thần, lập tức nổ tung. Trấn Ngục võ thần bị đánh văng ra ngoài. Huyết bạo, Huyết đồ võ thần lập tức đánh một phát vào không trung. Trời nhắm mắt, vô vàn huyết khí bao quanh người Trấn Ngục võ thần, sau đó nhanh chóng bọc ông ta lại giống như kén tầm. Tiếp theo, kén tầm màu máu lại nổ tung, người Trấn Ngục võ thần tràn đầy thương tích, rơi từ trên không trung xuống. Những người trốn trong chỗ tối nhìn thấy đều kinh ngạc. Đường đường là Trấn Ngục võ thần sẽ là không chịu nổi một đòn như vậy chứ? Cũng chỉ thế thôi sao? Bồn lùn võ thần cười nhạo, lập tức giơ tay lên lần nữa. Một tầng mây đen dày đặc lập tức tích tụ vào tảng đá trên đầu ông ta. Khi bồn lùn võ thần ra tay, một đường sấm sét rơi ầm ầm xuống, bổ thẳng về phía Trấn Ngục võ thần. Đừng coi thường người khác! Trấn Ngục võ thần gầm nhẹ một tiếng. Hai tay ông ta giơ lên cao, tạo ra một lồng khí khủng bố ngăn sấm sét thần thánh đang đánh xuống. Trấn Ngục, tuy ông có lai lịch già nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không thể chống được đòn công kích của hai võ thần hợp lực. Tôi không biết trước cuộc ông lấy dũng khí ở đâu ra mà dám thách thức chúng tôi. Bây giờ ông có thể chết rồi đó. Mắt Huyết đồ võ thần lạnh lẽo, bàn tay đột nhiên hạ xuống, sau đó giơ lên bất ngờ. Huyết khiếu thiên địa, âm âm âm. Một lượng gai nhọn màu máu lớn đột nhiên trồi ra khỏi mặt đất, giống như đinh đâm vào đó. Trấn Ngục võ thần chỉ ngăn cản được sấm sét ở trên, hoàn toàn không thể phòng bị chiêu thức ở bên dưới. Chỉ nghe thấy âm thanh da thịt rách nát vang vọng. Ngực Trấn Ngục võ thần bị một cây dây máu kinh khủng xuyên qua, miệng ông ta phun máu, ngực bị chọc thành cái lỗ lớn. Do thân thể bị thương nên lồng khí được tạo ra để chống đỡ cũng bị ảnh hưởng, tàn nhãn mắt đã bay biến. Sấm sét trên bầu trời bổ hết vào người ông ta, khiến da thịt ông ta bong tróc. Cái gì? Vô số người hô lên. Những người thấy dân huyết đau ghé vào cửa xem trận chiến cũng trợn tròn hai mắt. Thế nhưng cảnh tiếp theo càng khiến người ta kinh hãi hơn. Huyết đồ võ thần trên không trung hoàn toàn không cho Trấn võ thần có cơ hội phản ứng. Hai tay hợp lực, vô số huyết khí tập trung vào lòng bàn tay ông ta, tạo ra một cây đao đẫm máu. Sau đó cả người từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về phía Trấn võ thần. Cây đao máu rơi xuống xuyên thẳng cả cổ Trấn võ thần. Thân thể đang giãy giụa của Trấn võ thần cứng đờ, sau đó tứ chi mất sức rơi xuống. A! À! Ai đấy đều kinh ngạc hét lên. Ngay cả Tiểu Thiên võ thần luôn ở bên này quan sát trận đấu cũng sửng sốt. Ai cũng ngờ tới Huyết đồ võ thần và Bồn lùn võ thần có thể giết Trấn Ngục võ thần đơn giản như vậy. Nhìn cột máu phun trào kia, nhìn đầu người lăn xuống, mọi người hoàn toàn không thể tin nổi. Chết rồi sao? Chết rồi, ha ha ha, chết rồi, chết rồi. Bồn lùn võ thần cũng tỉnh táo lại sau cơn chấn động, lập tức cất tiếng cười to. Ha ha ha, bây giờ chỉ còn ba võ thần thôi, các vị. Chúng ta được lấy mỗi người một phần thi thể rồi. Ha ha ha. Huyết đồ võ thần cũng cười to, trong mắt ngập tràn vẻ phấn khởi. Cái chết đột ngột của Trấn Ngục võ thần làm cho tất cả mọi người choáng váng, không thể nghĩ được điều gì. Mọi người nhìn chằm chằm trong sự hoài nghi. Người thấy ra huyết đao chết lặng. Những kẻ ẩn nấp trong bóng tối như Lan Gia, Cầm Kiếm Nữ, Thương Lạc Phúc cũng không nói lên lời, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Anh Lâm, Bồ Đàm trên thác đinh Lâm Minh rung lên khi anh ngồi ở tầng 1 nhấp ngụm trà. Bồ Đàm này được Lâm Minh mang về từ vực diệt vong nhằm tạo điều kiện liên lạc, đặc biệt dùng cho hành động lần này. Trấn Ngục võ thần chết rồi, là giọng của Cầm Kiếm Nữ ở đầu bên kia Bồ Đàm. Đừng lo lắng, cứ im lặng và chờ đợi lệnh của tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Vâng ạ. Lâm Minh cho một đứa thuốc. Ánh mắt lại càng tập trung hơn. Làm tốt lắm, Huyết đồ. Bồ Đàm cười to, chuẩn bị bay về phía Huyết đồ. Hay à, không ngờ kẻ này lại yếu tới mức không chịu nổi một đòn. Xem ra
cái gọi là thực lực võ thần của ông ta cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Huyết đồ võ thần cười khinh thường, xem ra người đứng đầu ấy vị võ thần phải do hai người quyết định rồi. Tiểu thiên võ thần tỉnh táo trở lại, mỉm cười và cũng bay về phía huyết đồ võ thần. Huyết đồ võ thần nhìn về phía tiểu thiên võ thần vừa định lên tiếng, đột nhiên như thế nhìn ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi, lập tức hét lớn: "Bồ lôi, cẩn thận!" Sắc mặt bồ lôi võ thần thay đổi cực liệt, lập tức kích hoạt sức mạnh phi thăng của mình, giải phóng ra vô số sấm sét trên cơ thể. Nhưng ngay cả như vậy vẫn chậm hơn một bước. Một thanh kiếm sắc bén được bao phủ bởi ánh sáng của những vì sao xuyên thẳng qua trái tim ông ta. Thanh kiếm kia đến từ tiểu thiên võ thần. Bồ lôi võ thần run rẩy dữ dội, khó khăn quay đầu nhìn tiểu thiên võ thần: "Ông lại vốn như tôi muốn đợi ông thi đấu với Trấn Ngục võ thần để cả hai bên đều khiến nhau suy yếu rồi mới ra tay, nhưng không ngờ Trấn Ngục lại kém cỏi như vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng ông ta đang giả vờ, nhưng không ngờ ta lại bị ông chém đầu, cho nên tôi cũng không giả vờ nữa." Tiểu thiên võ thần nhẹ giọng nói, sau đó vặn lưỡi đao, uy lực trên lưỡi đao lập tức phân tán bao trùm toàn bộ cơ thể bồ lôi võ thần. Trái thịt thân thể bồ lôi võ thần lập tức nứt ra, máu nhuộm ông ta thành một hình người đẫm máu. Thấy vậy, huyết đồ võ thần lập tức chộp lấy thi thể thương đan và thái thiên bên cạnh, xoay người bỏ chạy. Không có thời gian để xử lý thi thể, Trấn Ngục võ thần dám chạy sao? Tiểu thiên võ thần khịt mũi lạnh lùng, đột nhiên rút kiếm ra đuổi theo. Giống như một con diều đứt dây, bồ lôi võ thần từ giữa không trung rơi xuống đất nặng nề, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Tiểu thiên võ thần đang truy đuổi huyết đồ võ thần ráo riết lao về phía xa. Mọi người sửng sốt, tim đập bình bịch, không ai ngờ rằng mọi việc sẽ đi tới mức này. Lúc này bồ lôi võ thần ngã xuống đất, dường như vẫn muốn giãy giụa. Ông ta khó khăn đứng dậy, bò về phía thi thể của Trấn Ngục võ thần cách đó không xa. Hiển nhiên ông ta muốn dùng thi thể của Trấn Ngục võ thần cứu mạng mình. Cơ thể của võ thần cường đại như vậy, năng lượng bên trong sẽ đủ để bảo vệ huyết mạch của ông ta. Chỉ cần huyết mạch không đứt, nhất định ông ta có thể chữa trị thân thể của mình. Bồ lôi võ thần khó nhọc bò tới để làm một vệt máu dài trên mặt đất. Đồng tử giãn ra, không một chút cho dự, ông ta nhích từng chút một tiến về phía trước, như thể đang tìm kiếm một tia hy vọng sống sót. Những người ẩn nấp trong bóng tối bắt đầu rục rịch. Mặc dù không phải là võ thần, nhưng bọn họ cũng muốn có được thân thể của võ thần để thu được vô số lợi ích. Nhưng bọn họ biết huyết đồ võ thần và tiểu thiên võ thần sẽ không đi xa, họ sẽ lập tức quay lại. Những người này cũng không dám xuất phạm đến võ thần. Nhưng ngay lúc này, một lượng lớn bóng người lao ra từ trong bóng tối bao vây bồ lôi võ thần. Đồng tử bồ lôi võ thần run rẩy nhìn chằm chằm xung quanh tòa nhà treo thưởng, ông ta nghĩ năng gầm lên. Thực ra điều ông ta sợ nhất không phải là lũ chuột nhắt ẩn nấp trong bóng tối, ông ta sợ nhất là những người ở tòa nhà treo thưởng. Dù sao thực lực tổng thể của tòa nhà treo thưởng mặc dù không thể so sánh với bốn vị võ thần, nhưng muốn đối phó với hai vị võ thần là quá đủ. Hơn nữa tiểu thiên và huyết đồ đang giao chiến, mặc dù thực lực của tiểu thiên võ thần rất mạnh, nhưng nhất định sẽ tốn rất nhiều công sức mới thể giải quyết được huyết đồ võ thần. Khi đó tòa nhà treo thưởng có thể dễ dàng loại bỏ tiểu thiên. Mặc dù bốn vị võ thần đều là những người thông minh, nhưng bọn họ đều biết rằng tòa nhà treo thưởng cố tình để thi thể kia làm mồi dẫn dụ khiến bọn họ kích động đấu đá lẫn nhau. Nhưng biết và không khuất phục trước sự cám dỗ tàn sát lẫn nhau là hai việc hoàn toàn khác nhau. Võ thần sao? Chính là một lũ yếu đuối không cưỡng lại nỗi cám dỗ. Một thành viên cấp cao của tòa nhà treo thưởng nhổ nước bọt vào bồ lôi võ thần, khinh thường chế nhạo: "Thế nào, bồ lôi, ông không ngờ đúng không? Không ngờ được có ngày rơi vào trong tay chúng tôi. Nếu tôi không bị tiểu thiên võ thần đánh lén thì các người là cái thá gì chứ?" Bồ lôi võ thần nghĩ đang nói: "Hả, chúng tôi là cái thá gì sao? Chúng tôi là những người có thể giết chết ông đó." Người đông khinh thường chế nhạo, sau đó xua tay: "Trói ông ta lại, đưa về tòa nhà treo thưởng, rõ?" Khuôn mặt mọi người ngập tràn vẻ hứng thú và chế giễu, tất cả đều vây xung quanh. Nhưng mà lúc này, khi tất cả mọi người đều vây quanh bồ lôi võ thần, ầm ầm ầm, tất cả những người ở gần bồ lôi võ thần đột nhiên nổ tung không thể giải thích được, hóa thành màn xương máu chết thẳng ngay tại chỗ. Cái gì? Thành viên cao cấp run rẩy lập tức nhìn về phía bồ lôi võ thần. Nhưng mà lúc này bồ lôi võ thần cũng bối rối, ông ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình chưa làm gì cả, tình trạng hiện tại cũng không khuyến khích ông ta làm được chuyện thế này. Vậy chuyện gì đang xảy ra chứ? Bồ lôi võ thần nhìn xung quanh, tự hỏi ai đang gây ra việc này. Tuy nhiên giây tiếp theo, một cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm xuất hiện. Chỉ thấy thi thể của Trấn Ngục võ thần đang nằm trên mặt đất đột nhiên run rẩy, sau đó thi thể từ từ đứng dậy. Thi thể không đầu dò dẫm trên mặt đất một lúc, cuối cùng nhặt đầu của Trấn Ngục võ thần lên, từ từ áp vào cổ chính mình. Trấn Ngục võ thần sống lại rồi.
tiếng hét sợ hãi vang tận mây xanh. Dù là những người trong ánh sáng hay những người đang nấp trong bóng tối đều sợ hãi trước cảnh tượng này. Người bị chặt đầu còn có thể sống lại sao? Này, điều này làm sao có thể được chứ? Bồn lô hóa thành gần như chết lặng, nhìn chằm chằm vào bóng người vừa đứng dậy với đôi mắt đờ đẫn. Trấn ngục hóa thành vạn cổ, vết thương đứt lìa trên cổ ông ta được bọc trong một lượng sức mạnh phi thăng cực lớn. Sau một lát, vết thương đã lành lại. Trấn ngục hóa thành nhìn những người của tòa nhà treo thưởng, sau đó trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười gớm ghiếc. Ông ta lại vung tay một cái, ầm ầm ầm, những người còn lại cũng đều đổ tung thành xương máu. Xương máu bay lơ lửng, hiện trường câm lặng. Ngay lúc này, ngay cả bồn lô võ thành cũng đã hoàn toàn hóa đá. Ngạc nhiên lắm, đúng không? Trấn ngục võ thành mỉm cười đi về phía bồn lô võ thành. Thật ra, các người đều chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi,